cả quý vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến tham dự chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm của thầy Nguyễn Hồng Danh. Và trước khi thơ chuyện cùng quý vị, thì Lệ Thu xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc bình an hạnh phúc và luôn luôn toại nguyện trong cuộc sống ạ. Thưa quý vị, chủ đề nhớ thời áo trắng là một chủ đề rất là rộng. Một chủ đề nói về cả một cuộc đời của một người học sinh từ gian khó và trở nên một người thầy đứng trên bục giảng. Và Thu Sơn nghĩ rằng là tuổi thơ ai cũng có những kỷ niệm đẹp về thời áo trắng, hồn nhiên, sôi động, trong sáng. Và những dấu ấn cùng với thầy cô, trường lớp, bạn bè luôn luôn in đậm trong tâm trí của mỗi chúng ta. Thì dù có đi đâu, về đâu, chúng ta cũng luôn nhớ về thời áo trắng. Tạm biệt những năm tháng học đường, có thể chúng ta mỗi người đi mỗi ngả, mỗi người một số phận. Nhưng dù có biết rằng là có nuối tiếc, có thương nhớ cũng không thể quay ngược trở lại được. Quên sao được màu trắng tinh khôi của tà áo dài, của chiếc áo sơ mi. Và thương lắm các thầy cô luôn luôn tận tình chỉ dạy cho các em. Và lúc nào vô tình đọc lại những dòng lưu bút thuở ấy, mình mới chợt thầm trách sao mình có thể quên được những kỷ niệm thuở thời áo trắng. Và Lệ Thu nhớ là anh Phạm Hồng Danh có lần nói là nếu có một phép màu hay một điều ước thì xin cho tôi được trở về thời áo trắng ạ. Và hôm nay nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, Ngày Thơ Việt Nam, xin mời quý vị thân mến cùng với thầy Phạm Hồng Danh nhớ về thời áo trắng. Và trước khi em mời anh Phạm Hồng Danh lên có đôi lời phát biểu thì em xin được trân trọng giới thiệu những vị khách mời đặc biệt trong hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Nguyên Bí Thư Nguyễn Hoàng Năng. Và trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Miên Đức Thắng. Và em nghĩ rằng là trong buổi hôm nay á, có lẽ ai cũng là khách đặc biệt hết, bởi vì ai cũng dành một cái tình cảm rất là thân thương quý mến khi đến dự chương trình của thầy Phạm Hồng Danh. Cho nên là em cũng xin cảm ơn hết tất cả quý vị. Và em xin mời thầy Phạm Hồng Danh bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu cùng quý khán giả yêu thơ, yêu nhạc. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón anh Danh ạ. Thân ái chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên tôi muốn nói là xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian riêng tư và quý báu của mình để đến đây chia sẻ cùng với chúng tôi. Đặc biệt cảm ơn thầy Nguyễn Hà Thanh đã chuyển cái lớp học toán của văn bằng 2 của Đại học Sư phạm sang một ngày khác để cho các học sinh có thể đến đây tham dự và chia sẻ với chúng tôi. Thưa quý vị, thơ ca, âm nhạc, hội họa, điện ảnh và các nghệ thuật khác, nó giống như là một món quà trang sức hoặc là một phương tiện để cho chúng ta cảm thấy cuộc đời thăng hoa hơn, thú vị hơn, đẹp đẽ hơn, đáng yêu hơn. Cái gì đã thổi hồn cho thi ca và âm nhạc? Có lẽ đó là tình yêu và niềm đau. Không có tác phẩm nào đạt giải Nobel mà không chứa trong đó những nỗi đau lớn, một tình yêu vĩ đại. Có một điều đặc biệt là đa số những bản nhạc bất hủ theo thời gian là những bản nhạc buồn. Và hôm nay đa số những bài thơ, bài nhạc hôm nay cũng là những bài thơ và bài nhạc mang âm hưởng của nỗi buồn. Và cũng có một điều phi lý mà chúng ta không giải thích được, đó là khi nghe nhạc buồn chúng ta lại bớt buồn. Và nhạc buồn vẫn tồn tại để giúp chúng ta bớt buồn, cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống dễ thương hơn.
Chúng tôi mong rằng những bài thơ nhạc hôm nay cũng giống như một hạt bụi trong không gian nghệ thuật mênh mông, nhưng vẫn có thể làm cho quý vị bớt buồn hơn một chút và thấy cuộc đời dễ thương hơn một chút. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người may mắn, vui vẻ và mạnh khỏe. Thân ái. Mời thầy đứng lại sân khấu một chút. MC trân trọng mời dàn nghệ sĩ biểu diễn hôm nay lên sân khấu để chào quý khán giả thân mến của mình, và với lại tạo điều kiện ghi hình với thầy Danh. Ca sĩ Vũ Bảo, ca sĩ Diệu Hiền, ca sĩ Phạm Đoan, ca sĩ Cao Hoàng, ca sĩ Uyên Dung, nghệ sĩ Ngâm Thơ Đức Tâm, nghệ sĩ Thu Thủy, nguyên một đội nghệ sĩ tên tuổi đã hôm nay hết mình phục vụ quý khán giả trong chương trình thơ nhạc hôm nay ạ. Sao mà Tu Sơn thấy không ai vỗ tay hết trơn? Sở dĩ em muốn ghi hình như vậy là em chỉ lo là các ca sĩ của em hát xong cái chạy đâu mất tiêu, không có được cái ghi cái hình là kỷ niệm chung như thế này. Vâng, và xin cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ. Xin mời về chỗ ngồi để chúng ta tiếp tục chương trình. Em xin mời thầy trở về chỗ ngồi để hướng về chương trình. Kính thưa quý vị, là một tiến sĩ về toán học, nhưng thầy Phạm Hồng Danh lại có duyên nợ với văn chương. Và ông đã tạo một bất ngờ khi lập kỷ lục tái bản lần thứ 15 tập truyện Tuyệt Vọng và Bất Tử. Hôm nay, chương trình hân hạnh giới thiệu cùng quý vị 12 thi phẩm thật thiết tha lãng mạn ông đã viết cùng với những suy niệm nhìn sâu sắc về cuộc sống đầy triết lý nhân sinh. Với những yếu tố đó đã làm bật nên những giai điệu do nhạc sĩ Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Hiên và Thu Sơn đã đưa giai điệu vào thơ. Và hôm nay, chín ca khúc phổ thơ sẽ bay bổng qua phần trình diễn của các ngôi sao ca nhạc, những vần thơ hoài niệm day dứt tha thiết của ông sẽ được lần lượt ngân nga theo từng chất giọng của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thi đàn thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, không có cái tình yêu nào bằng cái tình yêu của mẹ, và cũng không có một cái tình yêu nào mà vô điều kiện dành cho mình bằng mẹ. Dẫu tóc bạc hoa râm nhưng vẫn luôn nhớ về cái cảm xúc được mẹ ôm trong vòng tay thời thơ ấu. Má có bao giờ phiền trách con đâu, đứa con suốt đời làm khổ má. Bài thơ Má của Phạm Hồng Danh, Thu Sơn đã phổ thành một ca khúc mang tựa đề Má ơi. Trân trọng mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Đoan. Cho con cả cuộc đời, con chẳng có chút gì cho má. Suốt đời con chạy theo điều xa lạ, bỏ sau lưng nguồn cội thiêng liêng. Tình má như dòng chẳng điều bí ẩn, tình yêu nào nuôi dưỡng cuộc đời con.
nhìn con lần tiếng biệt, con biết là lòng má đau xa xuyên, nên cúi đầu lặng lẽ một lần đi. Má có bao giờ phiền trách con đâu, đứa con suốt đời làm khổ má. Má âm thầm tháng năm tàn tạ tình thương con, má chẳng nói bằng lời. Con không biết phải làm gì khi đời con vương nhiều sườn gió, đành để má một đời tủi buồn, đôi tay gầy va víu những niềm đau. Giờ sống nơi lạ xa, nắng tình má trong hồn con khô cằn. Má ơi, suốt quãng đời trôi nổi, có thể nào quên được cội buồn xưa. Suốt quãng đời
trôi nổi, có thể nào quên được cội nguồn xưa. Má ơi, suốt quãng đời trôi nổi, có thể nào quên được cội nguồn xưa. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Phạm Đoan. Kính thưa quý vị, thầy Phạm Hồng Danh bắt đầu đến với thơ văn năm 1985 qua bài thơ Người suốt đời tập nói. Đây là một giai đoạn khó khăn đối với nhà giáo trẻ. Tình cờ anh đọc được câu danh ngôn: người ta cần 2 năm để nói, để tập nói, và cần 60 năm để tập im lặng. Nhưng thầy Phạm Hồng Danh không muốn im lặng, và để đi đúng hướng trong cuộc đời, đôi khi người ta cũng cần phải luôn luôn tập nói. Tôi hiểu điều gì sau bao năm cầm phấn, còn lại gì từ dòng chữ tôi ghi. Từ nơi này tôi tiễn các em đi, chưa nói hết những điều trong ý nghĩ. Xin mời quý vị đến với bài thơ Người suốt đời tập nói qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Đức Tâm. Tôi hiểu gì sau bao năm cầm phần, còn lại gì từ trong chữ tôi gánh trên vai. Quê hương nhiều lần đất, từ nơi này tôi tiễn các em đi. Chưa nói hết những điều trong ý nghĩ, để lòng mình bao ấm ức mang theo. Ôm khát vọng cùng đi tìm chân lý hạnh phúc tôi. Đôi mắt ấy trong veo chưa hiểu hết bạn đến cùng phận trắng, dầu tuổi đời cứ trong chất nhớ. Chưa hiểu hết bạn đen cùng phấn trắng, dòng dọc tuổi đời cứ trong chất trên vai. Tôi vẫn sống với niềm vui thầm lặng, rơi âm thầm như bụi phấn ban mai. Trái tim tôi bao lần tự hỏi nỗi niềm nào đánh dấu kín thôi em. Cứ như thế suốt đời tôi tập nói trước học trò và phấn trắng bàn. Trái tim tôi bao lần tự hỏi nỗi niềm nào đánh lạnh dấu kín là thôi em.
Cứ như thế suốt đời tôi tập nói trước học trò và phần trắng bạn đen. Xin cảm ơn phần diễn ngâm rất là truyền cảm của nghệ sĩ Đức Tâm. Kính thưa quý vị, Hoài niệm cơn mưa xa là một bài thơ ông viết vào một đêm mưa năm 1980. Nghe mưa đêm này lại nhớ mưa xưa, một mối tình thơ dại tưởng chừng như đã lãng quên, bỗng một cơn mưa ồ về đã gợi lên niềm nhung nhớ. Đó là ý của bài thơ Hoài niệm cơn mưa xa, và Thu Sơn đã phổ thành một ca khúc cùng tên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu qua tiếng hát của ca sĩ Diệu Hiền. Trên dòng tắm
hồn ngẩn ngơ trong nỗi muộn phiền. Tôi có bao giờ nói hết đâu, lòng mình là mấy vực sóng theo những hạt mưa ngày cũ vô tình rơi xuống ướt đời nhau, vẫn muốn chôn vùi trong lãng quên cơn mưa chợt đến ngón tay mềm không xinh quá. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một thi phẩm mang tựa đề Em Mang Mùa Xuân, là một bài thơ ông đã viết vào năm 1978. Mùa xuân trên làn tóc bờ mi, mùa xuân trong vóc dáng em ngoan hiền ngồi học bài. Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã soạn nhạc với giai điệu thật nồng nàn, rộn ràng, say đắm. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Huyền Diệu. Xin thưa với quý vị một chút là Huyền Diệu trước là Mai Thanh Trúc, là ca sĩ, là tiếng chim sân ca của phòng trà tiếng xưa. Nhưng mà mới đây thì cô đổi nghệ danh là Huyền Diệu ạ.
bóng mùa xuân ngọt mềm như đêm, ta quên mệt nhọc mơ màng sáng em bóng mùa xuân mắt buồn ngày tháng ngoan hiền yên lặng sao đồng xuân giang. Em mong mùa xuân trên làn tóc nâu dài hoa những dòng sâu. Em mong mùa xuân trong đôi mắt mưa buồn ngày tháng anh ta. Ta say sưa nhìn dáng em ngồi hồng chưa chưa ngàn làn tóc mây bao. Em mong mùa xuân trên làn tóc nâu dài hoa những dòng sâu. Em mong mùa xuân trong đôi mắt mưa buồn ngày tháng anh ta. Em mong mùa xuân trên làn tóc nâu dòng sông em mong mùa xuân trong đôi mắt mưa buồn ngày tháng thay tháng em mong mùa xuân trên làn tóc nâu dài hiu hắt dòng sông em mong mùa xuân trong đôi mắt mưa buồn ngày tháng thay tháng em mong mùa xuân trên làn tóc nâu dài hiu hắt dòng sông em mong mùa xuân trong đôi mắt mưa buồn ngày tháng thay tháng. Nhìn Huyền Diệu là thấy cả một mùa xuân rồi, phải không quý vị? Nãy giờ MC nói nhiều quá mà không ai cho MC một tràng pháo tay hết trơn. Thưa quý vị, sau đây sẽ là một giọng ca rất là đặc biệt với tác phẩm Mùa Thu Và Em. Bài thơ anh Phạm Hồng Danh đã viết vào năm 2005. Chỉ một chiếc lá vàng rơi cũng làm lòng thi nhân nổi bão, và mối tình xa xưa cứ mỗi thu về là nghe chút tiếc nuối, chút ân hận, chút ngậm ngùi. Đó là ý của bài thơ Thu 60, nhưng Thu Sơn đã phổ thành một ca khúc mang tên Mùa Thu Và Em. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Bảo, ngôi sao đã đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2006. Xin mời Vũ Bảo. Biết bao mùa thu đã trôi qua, đời tôi tàn úa mấy mùa hoa. Một ngày em lớn tôi run rẩy, hương sắc xuân thì màu phôi pha. Tôi nhớ mùa thu hay nhớ em, mong manh như gió rớt bên thềm. Sao lòng tôi dưng dưng cơn bão, mơ một lần nắm ngón tay quen. Em tiếc mùa xuân hay tiếc tôi, chút tình thơ dại đã xa xôi. Lung linh ký ức trắng màu áo, thấy gói hành trang bước xuống đời. Ôi một đêm nào ta nhớ nhau, hai phương trời giạt áo xưa nhau. Hai tâm hồn cũ còn đau đau, hối tiếc một lần buông thả nhau. Biết bao mùa thu đã trôi qua, đời tôi tàn úa mấy mùa hoa. Một ngày em lớn tôi xuân dày, hương sắc xuân thì màu phôi pha.
Tôi nhớ mùa thu hay nhớ em, mong manh như gió rớt bên thềm. Sao lòng tôi dưng dưng cơn bão, mơ một lần nắm ngón tay quen. Em tiếc mùa xuân hay tiếc tôi, chút tình thơ dại đã xa xôi. Lung linh ký ức trắng màu áo thay gói hành trang bước xuống đời. Ôi một đêm nào ta nhớ nhau, hai phương trời dạt áo xưa nhau, hai tâm hồn cũ còn đau đau. Hối tiếc một lần buông thả nhau, hai tâm hồn cũ còn đau đau. Hối tiếc một lần buông thả nhau. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, bài thơ mang tựa đề Bài Ca Ly Biệt, anh đã viết năm 1987. Tất cả những lời, những ý trong thơ của anh đều từ tâm tư và từ cái cảm xúc có thật của anh đi ra. Xin mời quý vị đến với bài thơ Bài Ca Ly Biệt qua phần diễn ngâm của Lệ Thu. Hôm nay Lệ Thu xin bộc bạch một chút là ngâm thơ với dẫn chương trình thì là nghệ danh là Lệ Thu, nhưng mà khi viết nhạc thì lại là Thu Sơn, cho nên là nãy giờ cứ lẫn lộn hai cái tên Lệ Thu và Thu Sơn, cũng chỉ là một thôi ạ. Đóa hoa bé nhỏ, niềm hạnh phúc đơn sơ mà tôi tình cờ gặp gỡ giữa cuộc đời. Một đời người dằng dặc đã được làm nên bởi những khoảnh khắc ngắn ngủi. Thời gian tôi sống bên em đã qua đi lặng lẽ, không bao giờ tái tạo, không bao giờ. Khát vọng nào bùng cháy trong tôi rồi nguội lạnh. Có một lần nào đó trong nỗi cô đơn vô tình, tôi ngồi nhìn đôi tay mình héo gầy theo năm tháng. Cảm ơn em đã hiện diện giữa cuộc đời như một liều thuốc đắng, như mật ngọt, như niềm vui và đau khổ. Không bao giờ tôi nói yêu em, nhưng mãi mãi em vẫn ở trong tôi trên mọi nẻo đường đời. Tạo hóa sinh em ra, mang em đến giữa đời tôi, rồi kéo em đi xa, đi xa xa mãi. Tôi vẫn một mình như thuở mới chào đời,
dẫu quanh tôi vô số con người. Em vẫn ngồi trong căn phòng đó, nhẫn nại chờ tôi suốt đời như tượng đá. Cái tôi hèn mọn đầy kiêu hãnh đã đưa tôi xa em. Giọt nước mắt muốn ứa ra trong mặt tôi. Đôi mắt đã từng ngắm nhìn thức ngủ, từng chan chứa yêu thương, khổ đau và hận thù. Hãy quên đi em, hãy quên đi em, quên những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đó, để em được bình yên, để em được bình yên trong cuộc đời này, để em được bình yên trong cuộc đời này, để em được bình yên trong cuộc đời này. Và thưa quý vị, tiếp theo đây sẽ là một cái phần em nghĩ là rất là hấp dẫn, phần giao lưu của anh Phạm Hồng Danh cùng những vị khách mời đặc biệt với khán giả. Có ba ca khúc của anh Nguyễn Văn Hiên, thì đặc biệt là hai ca khúc sau này là anh viết rất là nhanh, giống như là tốc ký luôn. Thì em cũng không biết nói gì hơn. Em chỉ xin anh chia sẻ với khán giả là anh phổ thơ của anh Phạm Hồng Danh với một cái tình cảm như thế nào. Kính thưa các anh chị và các bạn, cách đây hơn 20 năm, anh Phạm Hồng Danh một hôm anh muốn là ra một cái album. Mà lúc bây giờ thì đời sống của các giáo viên cũng rất là khó khăn, do đó tôi không có muốn là anh tốn tiền như thế. Thành ra là hồi đó có phổ cho anh hai bài, và sau đó đưa cho ca sĩ Trăng Dung hát. Cái bài Em Mang Mùa Xuân đó là hát nhạc rock, thì là hồi đó là Trăng Dung rất là quậy, hát rất là dữ dằn cái bài hát này. Ở trong trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi, ban đầu tôi không hiểu tại sao các giáo viên thuộc ngành toán lại toàn làm thơ không. Bên cạnh anh Phạm Hồng Danh còn có anh Đặng Hấn, còn có anh Nguyễn Việt là phó hiệu trưởng ngành kế toán, và anh Lương Minh Cừ nữa. Tất cả những giảng viên của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bỗng nhiên trở thành các nhà văn, nhà thơ, mà nằm trong các hội chuyên ngành, hội nhà văn thành phố cũng như là hội nhà văn Việt Nam. Và bên cạnh đó thì cũng rất là ngạc nhiên nữa là trong trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi lại xuất hiện một loạt các ca sĩ. Đầu tiên là ca sĩ Tường Vi của năm 1977, sau đó năm 82 xuất hiện ca sĩ Lê Tuấn, và đến năm 88 là bắt đầu xuất hiện Tam Ca Áo Trắng và ca sĩ Yến Linh, sau này một hàng loạt các cái nhóm nữa. Thì có nhiều bạn khi mà hỏi tôi là bây giờ muốn học làm nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ để học đâu, tôi có đùa tôi nói thôi tới trường Đại học Kinh tế vô đây chắc là thành toàn nhà thơ với là các ca sĩ, nhạc sĩ. Đó là một câu đùa thôi, nhưng đối với những người làm về những cái công tác giảng dạy về toán học như thế, như tiến sĩ Phạm Hồng Danh, thì việc anh trở thành một nhà văn, nhà thơ, chuyện đó cũng rất là bình thường trong cuộc sống. Bởi vì ngay từ những thời xa xưa, thời Phục Hưng ở châu Âu, các nhà toán học và thiên văn học và cùng hoạt động về âm nhạc và cả thơ văn nữa. Do đó chúng ta sau mấy trăm năm thì cái việc một nhà toán học
làm thơ, tôi nghĩ đó cũng là một sự rất bình thường. Đó là sự chiêm nghiệm từ những cái cách nhìn trong cuộc sống, nhìn một cách địa vị, nhưng biến thành những cảm xúc và khiến anh muốn gửi cho cuộc đời này những cái thanh âm từ thơ ca. Và từ đó anh em chúng tôi cảm nhận được cái tấm lòng của nhà thơ Phạm Hồng Danh. Và chính vì vậy khi mà gặp lại sau hai mươi mấy năm, thì vì anh tổ chức một cái chương trình, anh tránh cái đúng cái ngày nguyên tiêu, anh nói sợ lúc bây giờ mọi người đi dự các cái lễ hội, anh muốn dành vào sáng hôm nay để chúng ta cùng ngồi với anh để cùng nghe lại những bài thơ, những bản thơ được phổ nhạc. Tôi có đùa với anh là ngay là hôm nay là ngày thơ nguyên tiêu, chứ nếu mà anh làm đêm nguyên tiêu chắc là tiêu nguyên đêm. Ở đây muốn cho có một sự tâm tình và xin hứa với anh Phạm Hồng Danh trong những tháng năm tháng sắp tới với những tác phẩm mới của anh, khi nào thì đó, đến một lúc nào đó thì tôi với anh sẽ cùng ra một cái album thơ Phạm Hồng Danh nhạc Nguyễn Phương Hiệp. Cảm ơn. Vâng, em xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hiên rất là nhiều. Vâng, bây giờ là đến phần em xin trao đổi với anh một chút, giao lưu với anh một chút là anh em được biết anh, em biết được biết anh là nguyên bí thư thành đoàn. Anh cũng có viết một lời bạt cho một cái quyển sách của anh Phạm Hồng Danh. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ về cái nỗi niềm mà khi anh viết cái bài đó. Thật sự cũng một cái sự tình cờ thôi. Tôi cách đây khoảng cũng gần 50 năm rồi. Thông qua một cái người bạn, cũng là bạn của anh Danh. Thì lúc đó nó còn thời khó khăn của bao cấp. Tôi nhớ hoài ở cái chung cư Ấn Quang á, thì hai anh em mới ngồi, thì anh bạn nó mới giới thiệu là có biết anh Danh, tức là bạn của anh đó là anh Quang á, thì dạy toán nhưng mà làm thơ hay lắm. Giờ mới tôi hỏi hay cỡ nào, thì anh mới mở cái băng cassette á. Đó là băng cassette chứ không có như mình bây giờ đĩa, nó kêu lẹt xẹt á. Thì nói để mở lên đi đọc cái giọng của anh Danh ngâm. Tôi nói cái giọng gì mà kè còn hơn cái băng nữa. Thì tình cờ đó thì thông qua đó thì sau này là mới biết anh Danh, và có một thời gian dài anh em chơi với nhau và trao đổi những cái tình cảm, những ý nghĩ của nhau. Thì khi mà anh đưa cái tập thơ, cái tập truyện coi thơ là Tuyệt Vọng và Bất Tử, tôi nói anh biết bất tử hay là đột tử đây, anh biết. Thì anh kêu tôi nhờ tôi viết cái lời giới thiệu. Nhưng mà anh cũng đưa luôn là có anh Đoàn Thạch Biền đã viết cái lời bạc rồi. Thì đưa cả cái tập thơ và cái tập truyện đó với lại cái lời bạc của anh Đoàn Thạch Biền để tôi viết cái lời giới thiệu. Thì với cái tình cảm thật của mình thì tôi cũng cứ viết bình thường thôi. Thì cứ gửi cho ảnh, rồi sau đó thì anh phát hành. Rồi lại tôi cũng không ngờ là sau này lại xuất bản rất là nhiều lần. Tôi mới nói đùa với ảnh, tôi nói là anh mà xuất bản nhiều lần là nhờ tôi với anh Đoàn Thạch Biền thôi chứ không gì chứ. Anh nói sao vậy? Cái nói người ta không có đọc cái chuyện trong đâu. Người ta dở cái trang bìa, người ta thấy tôi viết lời bạc, người ta gỡ trang cuối thấy anh Đoàn Thạch Biền viết cái lời bạc là người ta thấy người ta mua vì hai cái bài của hai ông này thôi. Chứ không phải có chuyện. Tự tin quá, tự tin quá. Vâng, rất là vui ạ. Thì đó là những cái kỷ niệm của tôi với lại anh Danh và một số anh trong cái anh em bạn đó.
thực sự nói là bạn, nhưng mà thực sự là tôi là bạn như bà bạn nhỏ, chứ không phải là người bạn đồng trang lứa với các anh đó. Thì và hôm nay thì được đến đây dự để gần như là một sự đúc kết lại cả cái quá trình sáng tác cũng 40-50 năm của anh Danh, thì xin được chia sẻ cái kỷ niệm chung của anh em chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn những điều chia sẻ thật là thú vị của anh Năng. Và bây giờ em xin được thưa chuyện với anh. Thưa anh Phạm Hồng Danh, nhiều người biết đến anh là một giảng viên toán trường Đại học Kinh tế hơn là một người yêu thơ văn. Và anh lại là tác giả của một số truyện ngắn. Với những điều này thì xem như là anh cũng có duyên nợ với văn chương rất là đậm đà rồi. Và hôm nay anh đang ngồi trên sân khấu chứ không phải đứng trên bục giảng. Và dưới kia là khán giả yêu thơ chứ không phải là học sinh. Thì cảm xúc anh như thế nào? Anh có thể chia sẻ một chút xíu được không? Ngày xưa lần đầu tiên mà đài truyền hình quay đó, hỏi có một câu mà tôi trả lời 10 lần, quay đi quay lại 10 lần bởi rung quá. Còn bây giờ hình như cái điều mà rung động đó không còn nữa, bởi vì thời gian nghiệt ngã trên khuôn mặt, trên mái tóc buồn và những ngón tay rung, còn trái tim thì hết rung rồi. Còn cái việc mà giống như Lệ Thu và Hoàng Đăng đã nói, nhiều khi chúng ta đến với văn chương hay đến một cái gì đó có lẽ là một cái duyên. Cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi yêu văn chương như vậy. Có lẽ là định mệnh. Tôi cũng không bao giờ trả lời được tại sao tôi yêu nó đến thế và tôi gắn bó như nó đến thế. Lại một lần nữa xin trả lời, đó là định mệnh. Nhưng có điều văn chương nó giúp tôi cảm thấy đôi khi đời sống nó có nghĩa hơn, có chiều sâu hơn. Có những, nó làm cho những cái điều bình thường trở nên đẹp đẽ hơn. Nó làm cho những khuôn mặt thân quen trở nên có hồn hơn. Nó làm cho những nỗi nhớ sâu hơn. Nó làm cho tình cảm giữa con người với con người đậm hơn. Và đặc biệt là có rất nhiều lần trong đời của chúng ta tuyệt vọng. Và đôi khi chính những câu văn, những bài thơ, những quyển sách, nó giúp chúng ta có thể vịn vào đó để đứng dậy và đi tiếp. Và cuối cùng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn văn chương, cảm ơn tất cả bạn bè, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để cùng chia sẻ với chúng tôi. Và Lệ Thu đã hỏi chúng tôi rồi, bây giờ hỏi Lệ Thu một câu là Lệ Thu có cảm thấy khó khăn gì khi một lần trong một thời gian ngắn đã phổ 5 bài thơ của Phạm Hồng Danh hay không? Xin vỗ tay đi ạ. Câu hỏi này cũng hơi... Dạ thưa, trước tiên là em xin cảm ơn anh Phạm Hồng Danh đã có những bài thơ đã thật sự làm rung động và cứa vào tim em. Thật ra nói là phổ thơ có khó khăn không thì em xin thưa là với một bài thơ thì một người viết nhạc như chúng em là đã được đi được 50% đoạn đường rồi, vì tụi em không cần phải tìm lời nữa. Nhưng để soạn thành một văn bản nhạc để mà vừa ý nhà thơ, vừa ý tác giả và vừa ý mình thì em nghĩ là nó cũng hơi khó. Nhưng trong cái khó đó nó lại là một cái khó rất là xứng đáng đó. Cho nên hôm nay trước tất cả quý khán giả nơi đây, em lần nữa là xin cảm ơn anh Phạm Hồng Danh đã cho em một cái cơ hội tổ chức cái chương trình Nhớ Thời Áo Trắng này. Và chỉ trong vòng 8 tháng
là em đã phổ được 5 ca khúc từ thơ của anh. Em xin cảm ơn anh. Lần nữa em xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn Lệ Thu đã đứng ra tổ chức và làm mọi việc cho cái buổi giao lưu hôm nay. Với một thi phẩm mang tựa đề Đà Lạt Ngày Xa Nhau, là tác giả của các tập thơ Nha Trang Thời Lãng Mạn, Một Phần Đời, do nhà xuất bản Văn Nghệ in ấn năm 2000 và năm 2002. Anh cũng là tác giả của nhiều cuốn sách giáo trình toán học có giá trị dành cho học sinh sinh viên. Bài thơ Đà Lạt Ngày Xa Nhau cũng là một bài anh mượn thơ để giải bày những nỗi niềm chất chứa. Trước cảnh thơ mộng của cao nguyên, nhà thơ đã bật lên thảng thốt: Đà Lạt ơi, em có bao giờ, để bây giờ sương khói quyện thành thơ, để hàng thông buồn hồ than thở. Xin mời quý vị đến với bài thơ Đà Lạt Ngày Xa Nhau qua phần diễn ngâm của nữ nghệ sĩ Thu Thủy. Tôi đừng đến trời trong ngóng ai, vầng trăng khuya lạnh tiếng thở dài, cao nguyên hoang vắng lòng hiu quạnh, sương khóc thương người đồng ước phai. Em về phương ấy thương chốn cũ, quay mắt một thời chim lang thang, hôn trên đuôi mắt thời quá khứ ấp ủ trong lòng hương ngọc lan. Cái tên suốt đời người nhớ, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, em có bao giờ, được bây giờ sương gió quyện thành thơ, để hàng thông buồn hồ than thở. Tôi thảng thốt sáu lần gặp gỡ, ngỡ đời mình như thác đổ triền miên, ngỡ lòng mình là tảng đá thông niên, ôm rượu phù nằm bên bờ khát vọng. Chút bình yên trên đôi vai bé bỏng, tôi hiểu gì về từng ngón tay em. Mưa cứ rơi se sắt nét môi mềm, đôi mắt buồn chứa muôn trùng sóng lớn. Tôi ném xuống đáy hồ trắng bận rộn, đến bên em đôi cỏ ước muộn màng. Thung lũng xưa còn đỏ thanh thang, ta say đắm, ta say đắm một trời em à. Thương con dốc nên đôi chân mệt lạ, đọa tường vi ứa màu ngón tay gầy. Tai hoa trải giá hết kiếp này, chỉ còn lại cội cằn thân xác một, ném xuống đáy lòng bao ấm ức, chỉ còn thơ và mộng giữa đôi. Em đâu rồi, em đâu rồi, giữa trời đất mênh mông, ta ngơ ngác gọi thầm ơi Đà Lạt.
Thưa quý vị, Hương Thu thoạt nghe tưởng như tên của một cô gái, nhưng tách ra thì có lẽ sẽ là tên của hai cô gái, một tên Hương và một tên Thu. Và suốt khổ thơ trong một bài thơ năm chữ, nhà thơ đã nhấn đi nhấn lại hai từ Hương Thu với chút gì đó ngậm ngùi hối tiếc. Phải chăng thi nhân đã yêu Hương và Thu, khiến cho đời điêu đứng, khiến cho hồn tà tơi? Điều này phải vậy chăng? Chỉ có nhà thơ mới biết. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ lắng nghe Hương Thu qua giai điệu của nhạc sĩ Vũ Hoàng, và một lần nữa với tiếng hát của ca sĩ Huyền Diệu. Thank you.
góc trời. Anh nửa đời phiêu bạt với mạnh hồn tả tơi. Giữa chiều thu vừa tới, hương thơm trên môi cười. Anh dặn lòng sớm hối, cỏ hoa dấu chân bài thơ Đà Lạt ngày xa nhau. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã phổ thành một ca khúc mang tựa đề Đà Lạt ơi thầm gọi tên em. Xin mời quý vị đến với phần thể hiện của ca sĩ Uyên Dung. Chim
thưa quý vị, có thể nói đối với anh Phạm Hồng Danh, Nha Trang là miền đất có nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi muốn về bỏ mặc tương lai, úp mặt trong tay em bé bỏng. Nhưng dòng đời đẩy xô như sóng, tôi bọt bèo, phiêu dạt trầm luân. Nha Trang sẽ là gì nếu không còn biển? Tôi sẽ là gì nếu như chẳng còn em? Em là biển là thơ cho đời tôi điêu đứng, là sợi khói tình cờ cho đôi mắt tôi cay. Bài thơ Nha Trang thời lãng mạn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã phổ nhạc. Xin mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Cao Hoàng. Hôm nay tôi mới nhận ra người.
chiều thương đến vậy. Chưa mất nhau sao đã thấy bồi hồi, bên gành đá một chiều thương đến vậy. Chưa mất nhau sao đã quý vị. Hơn mấy mươi năm đứng trên giảng đường, nhà giáo Phạm Hồng Danh luôn tự nhận mình là người mắc nợ, nợ cuộc sống, nợ đồng nghiệp, nợ bạn bè, nợ học sinh sinh viên. Với những quy tắc nguyên lý và công thức toán học không đủ để ông trở về với khoảng lặng của chính mình. Và trong một phút mềm lòng, anh đã viết bài thơ Phút Mềm Lòng. Bài thơ đã mang chủ đề chính trong chương trình hôm nay. Dẫu mai này tôi không còn là tôi, đứa học trò một thời phá phách, xin cúi đầu cảm ơn thầy cô giáo dìu dắt tôi từng bước nhỏ ban đầu. Anh chàng học sinh nghèo ngày ấy đã từng nghĩ, dẫu mai này tôi không còn là tôi có thể trở thành một anh công nhân, một người lính, một người thợ, hay một anh xe ôm, hay anh quét rác gì đó, thì tôi sẽ không bao giờ quên cái người bạn ngồi cạnh tôi. Tôi nhớ về nó chính là tôi nhớ về tôi, vì người bạn đó chính là hình ảnh của chính tôi. Đó là những lời bộc bạch của anh Phạm Hồng Danh. Và bài thơ Phút Mềm Lòng đã thật sự cứa vào tim của Thu Sơn. Thu Sơn đã phổ thành một ca khúc và đã bàn với anh là lấy tên là Nhớ Thời Áo Trắng. Xin mời quý vị một lần nữa đến với tiếng hát của ca sĩ Vũ Bảo. Hôm nay chương trình rất là hân hạnh có sự tham gia của Vũ Bảo. Vì đến giờ phút chót cứ nghĩ là không có Vũ Bảo. Vũ Bảo ở tận Đà Nẵng, nhưng mà cũng may mắn sao Vũ Bảo thu xếp và vào được. Thì Vũ Bảo có thể chia sẻ là cái đường bay đến đây có hồi hộp không? Dạ vâng. Bảo thì cũng đã lập nghiệp ở Sài Gòn từ năm 2006 cho đến tận 2019. Trong cái thời điểm mà dịch Covid diễn ra thì Bảo cũng trở về Đà Nẵng và ở cùng với gia đình. Và cũng nhiều vì nhiều lý do mà đến thời điểm này Bảo vẫn chưa quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên để mà tiếp tục cái công việc của mình. Nhưng mà bất cứ lúc nào thành phố Hồ Chí Minh cần, Sài Gòn cần thì Bảo cũng đều có mặt, và đặc biệt là ngày hôm nay với một đêm nhạc đầy ý nghĩa, đêm thơ nhạc của thầy Phạm Hồng Danh cũng như là chị Sơn, chị Thu Sơn đã gửi lời mời. Bởi vì Bảo cũng hát rất là nhiều các ca khúc phổ thơ, từ phổ thơ sang nhạc mà chị Thu Sơn đã viết ra, và hai chị em cùng cộng tác với nhau cũng rất là nhiều năm rồi. Không nhớ mấy năm nữa nha, chỉ nhớ lâu lắm rồi. Và mỗi lần mà hát bài hát, dạ, cũng khoảng 10 năm mà. Và mỗi lần hát các ca khúc về thơ nhạc mà chị Sơn phổ thì Bảo cũng đều mang những cái cảm xúc riêng. Tất nhiên cảm xúc của mình nó sẽ không phải giống như của tác giả, nhưng mà thơ nhạc với mỗi người nghe, mỗi người khán giả và thậm chí là mỗi người ca sĩ thể hiện thì ai cũng đều tìm thấy ở trong mình những cảm xúc riêng, những hình ảnh của chính mình ở trong đó. Và như chị Sơn lúc nãy có chia sẻ ca khúc mà chủ đề ngày hôm nay là Nhớ Thời Áo Trắng của thầy Phạm Hồng Danh, thì khi mà thu âm ca khúc này trước đây thì Bảo đã thấy một bài thơ rất là hay và không nghĩ rằng ca khúc này có thể phổ nhạc lên được hay như vậy. Bởi lẽ khi mà hát, khi mà nhìn lời thì Bảo thấy cả một cái hình ảnh của thời học sinh của mình. Bảo ra trường được cũng hơn 20 năm rồi, cho nên khi mà mình nhìn lại những cái hình ảnh, những cái ca từ trong lời thơ như vậy, mình cảm thấy rất là bồi hồi. Bởi vì mình được quay trở lại, mình sống trở lại cái hình ảnh của một cậu học trò ngày nào vẫn còn trên ghế giảng đường và với những cái kỷ niệm tinh khôi như vậy.
Và thật tuyệt vời khi mà ngày hôm nay Bảo được có mặt tại sân khấu ở Nhà hát Quân đội này để gặp gỡ tất cả quý vị, được hát lên ca khúc mà Bảo đã thích bấy lâu nay, ca khúc của thầy Phạm Hồng Danh viết thơ và phổ nhạc của nhà thơ nhạc sĩ Thu Sơn. Và hy vọng là tất cả quý vị sẽ thích ca khúc này cũng như thích tất cả những bài hát, những bài thơ trong đêm, trong buổi nhạc ngày hôm nay, để chúng ta lan tỏa được nhiều hơn nữa những cảm xúc. Bởi vì như thầy Phạm Hồng Danh nói, hầu hết những cái bài thơ hay và bất hủ đều mang cái chiều hướng là hơi buồn một chút xíu, mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ cảm thấy đỡ buồn. Đối với Bảo, đỡ buồn ở đây không phải là mình buồn mình mới nghe, mà mình ở đây mình nghe là mình cảm thấy lòng mình nó nhẹ lại, mình được chia sẻ, mình cảm thấy cuộc sống này nó rất là thi vị, nó không chỉ có là những niềm vui mà những nỗi buồn nó cũng rất là đẹp ạ. Đó, cho nên là hy vọng là tất cả quý vị, tất cả chúng ta buổi sáng hôm nay cũng đều cảm nhận được như thế, để chúng ta thấy cuộc sống này thật là ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn ạ. Một tràng pháo tay đi quý vị. Xin cảm ơn Vũ Bảo rất nhiều. Trước dãy bàn ghế quen, trong ngày hiến chương nhà giáo, tuổi học cho tôi một thời ngổ ngáo. Năm tháng qua đi tôi còn lại gì? Tôi biết buồn trước những cuộc chia ly với thầy cô, bạn bè, sách vở, trang sách cũ, bao nhiêu điều để nhớ. Đôi lúc tôi quên như là rất vô tình. Cảm ơn cuộc đời và năm tháng học sinh cho tôi hiểu thêm nhiều điều lạ lẫm. Cảm ơn mẹ hiền với một đời lao đao cho tôi được cắp sách đến trường. Rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy quê hương trong đôi mắt thầy cô, trong những dòng phấn trắng, trong nụ cười ai một sớm mai tươi tắn, trong giọt mồ khi cô giáo giảng bài. Từ ngôi trường tôi nhìn thấy tương lai lấp lánh xa, khung trời bên ô cửa từng lời giảng một thời tôi ghi nhớ. Làm hành trang vốn liếng vào đời, dẫu mai này tôi không còn là tôi, đứa học trò một thời phá phách xin cúi đầu. Cảm ơn thầy cô giáo dìu dắt tôi từng bước thua ban đầu.
cảm ơn cuộc đời và năm tháng học sinh cho tôi hiểu thêm nhiều điều lạ lẫm. Cảm ơn mẹ hiền với một đời lao đao cho tôi được cắp sách đến trường. Rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy quê hương trong đôi mắt thầy cô, trong những dòng phấn trắng, trong nụ cười ai một sớm mai tươi tắn, trong giọt mồ hôi rơi khi cô giáo giảng bài. Từ ngôi trường tôi nhìn thấy tương lai lấp lánh xa, khung trời bên ô cửa từng lời giảng một thời tôi ghi nhớ, làm hành trang vốn liếng vào đời. Dẫu mai này tôi không còn là tôi đưa học trò một thời phá phách, xin cúi đầu cảm ơn thầy cô giáo dìu dắt tôi từng bước thua ban đầu. Cảm ơn thầy cô giáo dìu dắt tôi từng bước quý vị. Có ai ngờ anh chàng học sinh sinh viên nghèo thuở đó đã trở thành tiến sĩ, giáo sư giảng viên toán của trường Đại học Kinh tế. Cuộc đời của anh gần như gắn liền với phấn trắng bảng đen. Trở về với khoảng lặng của riêng mình, anh đã làm thơ, viết truyện. Anh đã bộc bạch: tôi đi dạy từ năm 1981, hơn 40 năm hoạt động trong ngành giáo dục với nhiều trải nghiệm vui buồn không nhớ hết. Trong thơ anh, hạnh phúc có, đau khổ có, đức hạnh có, lỗi lầm có. Và anh luôn chấp nhận mọi thua thiệt về mình, luôn luôn cầu chúc cho ai đó được hạnh phúc. Và bài thơ Chân Dung Cũ đã được phổ nhạc qua giai điệu của Thu Sơn. Xin mời quý vị một lần nữa đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Đoan. Tôi ném cái ly lên nền gạch đá, ly vỡ tan tành, tôi xót thương. Tôi để mặc hoa ngoài mưa gió, hoa sạc sơ tàn, tôi vẫn vương. Tôi hồi tưởng lại chân dung cũ, khuôn mặt em nhạt nhòa trong mưa, chợt nghe thấm lạnh từng
trần tóc xa vắng nhau rồi mất nhau chưa. Tôi không tin niềm đau có thật, đành dưng dưng trước nỗi buồn em. Rồi dòng giữa dòng đời tất bật, bỏ sao lưng khu vườn nhỏ bình yên. Tôi không nói điều muốn nói, em hiểu gì khoảnh khắc lặng im. Cái mím môi em làm lòng tôi nhói đau, cảm nhận điều em ấp ủ trong tim. Lòng tôi chật hẹp không giữ nổi, chút tình em đó quá bao la. Thì thôi thêm một lần tiễn biệt, giữ cho người ánh mắt lúc chia xa. Gạch đá ly vỡ tan tành, tôi xót thương. Tôi để mặc hoa ngoài mưa gió, hoa sắc sơ tàn tôi vẫn vương. Tôi hồi tưởng lại chân dung cũ, khuôn nhòa trong mưa, chợt nghe thấm lạnh từng chân tóc xa vắng nhau rồi mất nhau chưa. Tôi không tin niềm đau có thật, đành dưng dưng trước nỗi buồn em. Rồi dòng giữa dòng đời tất bật, bỏ sao lưng khu vườn nhỏ bình yên. Tôi không nói điều muốn nói, em hiểu gì khoảnh khắc lặng im. Cái mím môi em làm lòng tôi nhói đau, cảm nhận điều em ấp ủ trong tim. Lòng tôi chật hẹp không giữ nổi, chút tình em đó quá bao la. Thì thôi thêm một lần tiễn biệt, giữ cho người ánh mắt lúc chia xa. Thì thôi thêm một lần tiễn biệt, giữ cho người ánh mắt lúc chia xa. Đi đến với văn chương của nhà giáo Phạm Hồng Danh cũng rất thú vị. Năm đó tập san áo trắng, một tập san nổi tiếng dành cho sinh viên học sinh, tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn mini, và anh đã tham gia giành kết quả cao. Khi anh đến nhận giải thì ban tổ chức mới ngỡ ngàng nhận ra người nhận giải lại là giảng viên chứ không phải học sinh sinh viên.
Và thưa quý vị, 12 thi phẩm trong chương trình hôm nay là những lời tự sự của anh về cuộc đời của chính mình. Xin gửi đến tất cả quý vị thân mến như một món quà tinh thần trong ngày thơ Nguyên Tiêu. Và MC xin thay lời ban tổ chức chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu, thương mến đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ đã cháy hết mình cho các tác phẩm bay bổng. Và cũng xin cảm ơn đội ngũ nhân sự của phòng trà đã giúp cho chương trình được thành công tốt đẹp. Và để khép lại chương trình hôm nay, xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc bình an. Và xin gửi đến tất cả quý vị lời chào tạm biệt thân ái.